Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, là một huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Cor và Cai Dòng chiếm phần đông. Với mục đích khôi phục, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tộc người, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc của giới trẻ với văn hóa cha ông. Nhiều năm qua, huyện vùng cao Bắc Trà My đã tổ chức các nghi thức lễ hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, sưu tầm, điền dã, phục dựng các giá trị văn hóa của đồng bào Cor và Ca Dông, đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào trường học, đồng thời mở rộng quy mô không gian hoạt động để vừa bảo tồn, vừa phát huy và gắn với quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương. Trang địa phương Bắc Trà My hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cố gắng nỗ lực của huyện vùng cao này trong công tác khôi phục, gìn giữ các nét đẹp văn hóa của cha ông qua phóng sự sau đây. Kho tàng nhạc cụ của người Cor khá phong phú và độc đáo. Với người Cor, hầu như gia đình nào cũng có người biết nhạc và múa. Thế giới của âm nhạc dường như hiện diện ở nhiều nơi trong cộng đồng Cor ở huyện Bắc Trà My. Nhạc, múa, trò diễn của người Cor có khi là sinh hoạt thường ngày, có khi gắn với mục đích thực dụng như xua đuổi chim thú, bảo vệ mùa màng, có khi lại gắn với nghi lễ thiêng liêng. Tuy nhiên đặc biệt nhất trong số đó phải kể đến chiêng. Không thể tưởng tượng được trong đời sống của người Cor xưa mà không có chiêng. Nó là sinh hoạt, đồng thời cũng là tiếng lòng, là biểu hiện tâm tính rất thăng hoa, rất lãng mạn trong đời sống tinh thần của người Cor nơi đây. Trong nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, người Cor đã sáng tạo ra một cách diễn tấu đặc sắc, mang đậm dấu ấn tộc người. Mỗi dịp lễ hội thì tiết mục đấu chiêng luôn được đồng bào chờ đợi. Người chơi luôn hào hứng thể hiện tài năng của mình. Ý nghĩa của việc đấu cồng chiêng là tức là một cái ngày hội. Họ có một cái sự đầu tư nhất định cho cái việc mà đấu. Họ đấu thì thể hiện được cái sức mạnh phi thường của người đàn ông, của người Cor. Họ đấu làm như thế nào giống y ông cũng có một, mỗi người có một cái bản chất riêng của mình, đấu làm như thế nào để cho hùng mạnh, để cho hoành tráng, để cho chiếm được một cái tấm lòng của chị em phụ nữ đang đứng ở chung quanh. Mặc dù am hiểu về ý nghĩa của đấu chiêng như vậy, song là thế hệ con em người Cor sinh sau đẻ muộn, ông Dương Lai vẫn không nắm hết kỹ năng, kỹ thuật để biểu diễn loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian này. Với tâm huyết, không muốn để văn hóa đặc sắc của dân tộc mình mai một, ông Lai lặn lội sang tận huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để tìm hiểu, học hỏi những nghệ nhân cao niên về loại hình đấu chiêng này. Và gần một năm trời, ông Lai đã lĩnh hội hầu hết những kỹ thuật khó nhất, hay nhất, đẹp nhất của loại hình đấu chiêng. Và giờ đây, ông đã đang đem lại những gì học được truyền lại cho thế hệ trẻ ở xã Trà Cót, Trà Nú, huyện Bắc Trà My, nơi có hơn 5.000 đồng bào Cor sinh sống. Có anh Dương Lai, anh đã tận tình giúp đỡ bọn em trong việc tập luyện từng điệu múa theo đúng y cái phong tục tập quán trước đây của người Cor chúng em. Thì riêng em thì nói chung là cũng là diễn viên trong cái đội múa, thì em rất tự hào vì mình được tham gia vào cái đội múa. Nghệ thuật diễn tấu đấu chiêng được coi là một loại hình văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Cor ở huyện Bắc Trà My. Nghệ thuật này vừa phô diễn hình thể, sức mạnh của người đàn ông Cor, vừa là dịp để các làng trong cộng đồng người Cor giao lưu, học hỏi, kết thân với nhau thông qua thi đấu chiêng của trai làng. Và với các thiếu nữ người Cor, thông qua xem đấu chiêng, họ lại chọn cho mình một người đàn ông bản lĩnh, tài năng và đức độ. Ý nghĩa và mang đậm bản sắc văn hóa tộc người như thế. Song trong một thời gian dài, nghệ thuật đấu chiêng của người Cor ở vùng Bắc Trà My dần rơi vào quên lãng. Và nếu không có những chính sách phù hợp căn cơ hơn, thì những gì tinh túy nhất, đặc sắc nhất của loại hình này cũng sẽ mai một dần. Bản thân tôi là biết, nhưng mà nếu mà đơn thân độc mã thì tôi không thể làm được. Là phải có sự hỗ trợ đắc lực của các cấp chính quyền. Theo tôi là nên đưa vào các cái chuyên môn này, các cái động tác như múa, rồi đấu chiêng, nói chung các cái bản sắc văn hóa cho tộc Cor nên đưa vào các cái trường để là giáo dục từ ngay từ mái trường. Không riêng người Cor lo sợ sẽ mất đi nét văn hóa đặc sắc của cha ông, mà với cộng đồng bà con Cai Dông vùng cao Bắc Trà My cũng có chung một lo lắng. Bởi hiện nay, trước những tác động quá lớn từ cơ chế thị trường, nhiều giá trị văn hóa tộc người đã bị mai một khá nhiều. Do đó, việc bảo tồn văn hóa,
Hơn ai hết, chính người dân sinh sống lâu đời ở cộng đồng làng giữ vai trò quan trọng, quyết định trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa có từ ngàn đời của cha ông họ. Đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, kinh tế gia đình cũng không khá giả, song già Giác vẫn quyết định tổ chức nghi thức ăn trâu mừng lúa mới. Theo già Giác, ăn trâu mừng lúa mới không chỉ là dịp để bày tỏ lòng thành trước các đấng thần linh đã ban phát cho dân làng mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho, mà nghi lễ này còn để ông trao truyền giáo dục một nét sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng tốt đẹp mà đồng bào Cao Dông đã gìn giữ bao đời qua. Lễ hội ăn trâu của đồng bào Cao Dông diễn ra trong vòng 12 ngày, được tính từ lúc đàn bà trong làng nấu hơn 100 đốc rượu cần, đàn ông thì lên rừng chọn cây gỗ tốt để làm cây nêu, tìm con chim, con chuột, con cá, con ốc để làm thức ăn dâng lên các đấng thần linh. Bây giờ cái như là truyền truyền lại cái này á, nếu tuổi cha là mất, tuổi con tiến tới vẫn làm cái còn sử dụng mãi mãi trên đời người, hết lớp này còn lớp khác, lớp lớp người người đó. Trong một phần đó. Vào rạng sáng ngày thứ bảy, cả làng tổ chức nghi thức dựng cây nêu và dắt trâu tơ vào cột. Sáng ngày thứ tám, chủ hộ đang cai là ông Hồ Văn Giác thực hiện nghi lễ rước thần linh về dự hội. Trong nghi thức rước thần linh, mâm cúng gồm các sản vật quen thuộc của bản địa như cơm lam, chuối, lúa bắp, chuột khô, cá, gà. Ngoài ra trong nghi thức cúng rước thần linh, những chàng trai cô gái mạnh khỏe trong làng còn thực hiện các điệu múa truyền thống của người Cao Dông trên nền tiếng cồng chiêng. Đâm đầu về từ ông bà cha mẹ từ trước đây á, rồi cha truyền con nội cho là con cháu từ ông cố ông lai mình để lại từ xưa. Nhưng bây giờ là cái phong tục tập quán lễ đâm đầu về từ tập thể. Cùng với nghi thức đấu chiêng của người Cor, thì lễ hội ăn trâu là một trong những lễ hội lớn của người Cao Dông. Ngoài việc bày tỏ lòng thành với các đấng thần linh, thì lễ hội còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết các dòng tộc trong cùng một làng, đồng thời là cơ hội để thế hệ trẻ trong làng được tiếp xúc học hỏi những điệu cồng chiêng, điệu múa và các nghi thức cúng xin truyền thống. Trước ý thức gìn giữ văn hóa của đồng bào Cao Dông Cor tại chỗ ngày càng được nâng cao, 5 năm trở lại đây, huyện Bắc Trà My đặc biệt quan tâm đến khôi phục bảo tồn văn hóa, trong đó đưa nghệ thuật đấu chiêng người Cor vào giảng dạy cho thanh thiếu niên tại xã thôn, hình thành các đội cồng chiêng hát múa Cao Dông Cor trong các trường học, quan tâm hỗ trợ khôi phục các lễ hội truyền thống. Đó là những bước đi căn cơ bền vững để giữ lửa cho văn hóa truyền thống các dân tộc anh em trường tồn theo thời gian. Thực ra cái công tác bảo tồn, chúng ta phải nói là người dân là cái chủ thể để mà thực hiện công tác bảo tồn. Thì đây cũng các cái qua cái các cái thăm luận cũng như các trao đổi của các cái nhà nghiên cứu thì đây là cái vấn đề quan trọng nhất. Người ta đã khẳng định và huyện cũng sẽ đưa ra một cái định hướng công tác bảo tồn cũng là đa phần là chúng ta cũng phải đưa về bảo tồn ở bản làng, ở nơi những người dân sinh sống. Và công tác này gọi là bảo tồn sống. Thì cái công tác bảo tồn sống này và khi mình đã phát huy được thì chúng ta sẽ gắn kết nó vào với cái phát triển du lịch cộng đồng. Trên nền tảng đó, mới đây nhất, huyện Bắc Trà My đã tổ chức hội thảo bàn phương án bảo tồn hiệu quả giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My. Đây là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh Quảng Nam tổ chức một hội thảo quy mô và mang dấu ấn của công tác bảo tồn. Hội thảo được nghe nhiều tham luận của các nhà nghiên cứu về việc tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Cao Dông Cor trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Thực trạng văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng như tại huyện Bắc Trà My. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc, các gợi ý đề xuất, các giải pháp bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương cũng được nhiều già làng, các nhà nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến. Những năm qua, công tác bảo tồn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã từng bước được quan tâm, đầu tư và có những dấu hiệu tích cực. Việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ lớn, vừa cấp bách nhưng vừa lâu dài. Nhà nước phải có một cái quyết sách mạnh hơn. Thứ hai nữa là đồng bào các dân tộc, đồng bào dân tộc Co cũng phải có quyết tâm lớn hơn để mà bảo tồn cái văn hóa của dân tộc mình, góp phần vào cái sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Và cái nhiệm vụ
bảo tồn và phát huy của cái văn hóa dân tộc Co là của chính cộng đồng dân tộc Co. Trong cái bối cảnh mà bị tác động như thế này thì chính quyền cần phải có quyết sách mạnh mẽ và có đầu tư. Tuy nhiên là cái thành bại, cái quan trọng của thành bại đó là cái chủ thể văn hóa của dân tộc Co là người Co, và bà con người Co cũng phải tự nhận thức về trong cái việc bảo tồn và phát triển văn hóa của chính dân tộc mình. Từ cái hội thảo lần này tôi nghĩ là sẽ tập trung hơn nữa. Người dân hiện nay mặc dù là họ vẫn còn có ý thức để mà phát triển là cái ngôn ngữ, cái là bản sắc văn hóa của mình, nhưng mà do cái thiếu cái sự đầu tư và cái sự nhắc nhở, người ta gọi là truyền thông, nhắc nhở là tuyên truyền vận động người dân nhắc nhở, thì chúng ta chưa thực hiện đến nơi đến chốn, dẫn đến dân là họ vẫn cứ nghĩ là phát triển kinh tế thôi. Khi mình họp chăng họ cứ nói là phát triển kinh tế rồi giữ gìn an ninh trật tự rồi, hoặc quên mất cái lời là cái tiếng nói của văn hóa bản sắc dân tộc mình. Sau thành công của hội thảo, bàn phương án bảo tồn hiệu quả giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My ngày 20 tháng 12 tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Trà My khóa 12, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Việc thực nghiệm một cái hội thảo khoa học là cái tiền đề, là cái tiếng chung để cho cảnh tỉnh cho tất cả chính quyền, người dân đồng lòng để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của mình để bảo tồn, tránh đi mai một, mất mát đi một số cái văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hiện tốt vấn đề này thì cũng chính cái việc bảo tồn thì cũng phải có sự hỗ trợ vào cuộc của chính quyền, của doanh nghiệp thì chúng ta mới phát huy được các giá trị, và có sự lồng ghép phát huy được giá trị thì chúng ta lại tiếp tục thực hiện tốt được công tác bảo tồn văn hóa của huyện Bắc Trà My. Đây sẽ là cơ sở để cộng đồng các dân tộc ở huyện Bắc Trà My phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy nội lực và tiềm năng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, hướng đến phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy nội lực và tiềm năng bảo tồn văn hóa truyền thống, tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, đồng thời tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng bền vững. Nói đến bảo tồn, gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào thiểu số, mỗi địa phương đều có một cách làm riêng. Song tại Bắc Trà My, chính sự quyết liệt trong cách nghĩ, cách làm, đưa công tác bảo tồn văn hóa đi từ cộng đồng làng đã và đang giúp cho người dân tự hào hơn với truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay của cha ông họ. Và chính từ lòng tự hào, tự tôn với văn hóa dân tộc mình đã giúp họ nâng cao ý thức giữ gìn, trao truyền vốn quý tốt đẹp từ đời này sang đời khác, để dòng chảy văn hóa mãi mãi như ngọn nguồn của sự sống vùng cao. Trang địa phương Bắc Trà My phát triển sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.